Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay 2022 của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang, các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang Điền, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Yên, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành huyện đã đến chúc Tết huyện Kham Cợt, tỉnh Bolikhamxai, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tiếp đoàn có đồng chí Phết Sa say Thi chắc, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Kham Cợt cùng các đồng chí lãnh đạo huyện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, hai huyện Vũ Quang và Kham Cợt đã không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng bền vững, sâu sắc là tài sản vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, mặc dù do điều kiện dịch COVID-19 nên giữa hai huyện không thể thường xuyên giao ban, gặp gỡ trực tiếp, tuy nhiên giữa hai huyện vẫn luôn liên hệ, trao đổi và thực hiện các nội dung mà hai bên đã ký kết. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện Vũ Quang, Khăm Cợt tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai bên, không ngừng giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, nhất là giữ vững an ninh trên tuyến biên giới của hai nước, hai huyện. Nhân dịp Tết cổ truyền Pun Pi Mây 2022 của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang, Bí thư huyện ủy chúc các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kham Cợt sức khỏe, hạnh phúc, thành công, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng huyện nhà. Chúc tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung, huyện Vũ Quang và huyện Khăm Cợt nói riêng, ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thay mặt lãnh đạo huyện Khăm Cợt, đồng chí Phết Sa Bí Thư huyện ủy huyện trưởng huyện Cam Cợt, cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và nhân dân huyện Vũ Quang đã dành cho lãnh đạo và nhân dân huyện Khăm Cợt thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà huyện Vũ Quang đã đạt được nhất là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh là huyện miền núi biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đồng chí Phết Sa Mai Say Nhạ Thi Chắc, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Cam Cợt cho biết, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện sẽ làm hết sức mình giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước, hai huyện, đời đời bền vững, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hạn. Đồng chí Phết Sa Mai Sai Nhạ Thi Chắc, Bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện Kham Cợt nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhân dân cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Mặt trận Lào, xây dựng đất nước đảng bộ và nhân dân huyện kham cợt tỉnh bô ly kham say đã giành được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm xuống thu nhập của người dân thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng quốc phòng an ninh tuyến biên giới giữa hai huyện vũ quang và kham cợt được giữ vững nhất là được sự giúp đỡ về giống khoa học kỹ thuật nên mô hình trồng cây cam chanh của huyện vũ quang cho người dân huyện cam cợt phát triển khá tốt và đã cho thu hoạch năm thứ hai đây là mô hình điểm để huyện nhân rộng trong thời gian tới đồng thời mong muốn huyện vũ quang tiếp tục có sự hỗ trợ để trồng cây ăn quả được nhân rộng và phát triển như huyện vũ quang cũng trong chương trình, lãnh đạo hai huyện Vũ Quang, Kham Cợt đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thống nhất một số nội dung hợp tác quan trọng giữa hai huyện, đó là tiếp tục giữ vững tình đoàn kết hữu nghị, không ngừng giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực để cùng ổn định phát triển, phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững tuyến biên giới giữa hai huyện, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mây 2022, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã tặng hoa chúc Tết lãnh đạo, nhân dân và tặng bộ vật tư y tế trị giá 50 triệu đồng cho huyện Kham Cợt, tỉnh Bô Kham Say phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong chuyến đi, đoàn cán bộ huyện Vũ Quang đã đến tham quan mô hình trồng cam do huyện hỗ trợ cho nhân dân huyện Cam Cợt. Hiện nay cây cam phát triển tốt và đã cho hoạch vụ thứ hai. Mô hình đang là điểm đến tham quan học tập cho người dân huyện Cam Cợt.